Xin chào tất cả các bạn. Thì cái mỏ dầu khí được sinh ra từ rất lâu đời và nằm sâu trong vỏ trái đất hàng ngàn mét. Và muốn lấy được dầu khí lên trên mặt đất để sử dụng thì người ta phải áp dụng công nghệ khai thác dầu khí với những phương pháp và quy trình đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt. Và để tìm được một vị trí trong một công việc đầy thử thách này thì nhiều bạn đã chọn con đường du học để tiếp thu được nhiều kiến thức để sau này có thể trở về Việt Nam và có thể phát triển được bản thân của mình. Và Mỹ là quốc gia được rất nhiều các bạn học sinh lựa chọn. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu đến với các bạn về trường Colorado School of Mines. Thì Colorado School of Mines hay gọi nôm na đó chính là Đại học Mỏ Colorado. Đây là một trường đại học kỹ thuật công lập ở Golden, Colorado. Và trường thì vốn được thành lập vào năm 1873 bởi nhà thờ Episcopal, nhưng mà năm 1874 thì được chuyển sang lãnh thổ của Colorado. Và trường thì có tổng số sinh viên đó là 4.500 sinh viên. Và trường thì chuyên cấp bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ của các chuyên ngành như là hóa học địa lý, kinh tế và thương nghiệp, kỹ thuật bao gồm như là cầu đường, điện, cơ khí, môi trường, hệ thống. Bên cạnh đó thì còn có khoa học và kỹ thuật môi trường, địa lý và kỹ thuật địa lý, vật lý địa lý, kỹ thuật địa chất hay là vật lý. Colorado School of Mines nổi tiếng trên thế giới về kỹ thuật và khoa học trái đất và là một trong những trường kỹ thuật dầu khí tốt nhất ở trên thế giới. Với chương trình đặt trọng tâm và làm việc theo nhóm đa ngành giữa các chương trình khoa học trái đất và kỹ thuật của mình thì phù hợp với triết lý của chương trình kỹ thuật dầu khí không phải là một môn hẹp nhưng mà là một lĩnh vực mà có một nhu cầu ngày càng tăng cho một sự hiểu biết rộng về các vấn đề năng lượng ở trên thế giới. Các bạn học sinh thì sẽ được giáo dục tốt về các vấn đề môi trường và công nghệ năng lượng tái tạo khi mà du học tại Colorado School of Mines. Các bạn sinh viên tốt nghiệp của trường thì đang có nhu cầu rất lớn của các công ty và cơ quan chính phủ trên khắp thế giới. Và chương trình cấp bằng nghiêm ngặt ở Mỏ thì cung cấp một nền giáo dục kỹ thuật và các bạn sinh viên sẽ được tiếp xúc và đào tạo trong các lĩnh vực như là giao tiếp, lãnh đạo, làm việc theo nhóm và đạo đức. Ngoài ra thì cơ sở hạ tầng trong phòng thí nghiệm rộng lớn của trường thì đảm bảo các bạn sinh viên sẽ có nhiều cơ hội được đào tạo cái môn học của mình. Một số nghề nghiệp trong ngành khai thác dầu khí mà các bạn cũng có thể xin việc sau khi tốt nghiệp như là nhà nghiên cứu khoa học thì sẽ tập trung vào nghiên cứu, tham gia thiết kế các công trình khai thác dầu khí, đề xuất với các cơ sở sản xuất áp dụng phương pháp và khai thác hợp lý nhằm mà tăng cái hệ số thu hồi dầu khí, giúp giảm chi phí sản xuất, tham gia xây dựng hoặc là phản biện các chương trình phát triển bền vững trong lĩnh vực khai thác dầu khí, tham gia giảng dạy trong nhà trường. Hay là những công việc như là kỹ sư và kỹ thuật viên thực hành. Đây là những người làm công tác như là điều hành kỹ thuật ở các giếng khoan khai thác, điều khiển, theo dõi, phát hiện, xử lý các sự cố ở các giếng khai thác. Và các bạn cũng sẽ là chuyên gia trong khâu thu gom dầu thô từ các giếng khai thác vào bồn chứa để xử lý, tách cái khí dầu nước thành dầu thương phẩm, rồi bơm vào các tàu chở dầu chuyên dụng đưa đi cung ứng cho những nơi tiêu thụ, điều hành hệ thống bơm và đường ống dẫn dầu thương phẩm, tiếp nhận dầu vào tàu chứa, tái xử lý dầu thương phẩm rồi bơm vào các tàu chở dầu chuyên dụng. Hay là các bạn cũng có thể làm việc ở vị trí như là nhà tư vấn, nhà quản lý. Đây là những người có trình độ cao, đã qua thực tế sản xuất, giàu kinh nghiệm và được tiến cử để làm chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực khai thác dầu khí cho các cơ quan về dầu khí các cấp. Và nhiệm vụ của các bạn là nghiên cứu, nắm bắt tình hình khai thác dầu khí trong nước và quốc tế để đề xuất với lãnh đạo về các chủ trương chính sách phát triển ngành dầu một cách bền vững, góp phần đảm bảo an ninh và năng lượng quốc gia. Và nếu có thêm một năng lực nữa thì các bạn cũng có thể trở thành các cán bộ lãnh đạo ở các công ty khai thác dầu khí hay là các chức vụ cao hơn nữa. Và để tìm hiểu rõ hơn về điều kiện đầu vào của trường như thế nào, các bạn cũng có thể truy cập vào website tandiedương.edu.vn hay là tddvn.com. Ngoài ra các bạn cũng có thể lên ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra Tân Đại Dương còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chào tất cả các bạn, thì như các bạn cũng đã biết, du học Mỹ ngày nay được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn làm điểm đến để du học bởi nền giáo dục chất lượng cao, bằng cấp có giá trị quốc tế. Và trong chương trình chia sẻ về du học hôm nay, công ty Tân Đại Dương mời các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của em Trần Phi vừa nhận được visa du học Mỹ. Chúng ta cùng lắng nghe Phi chia sẻ về quá trình làm hồ sơ của bạn thì như thế nào nhé. Chào Phi. Em có thể giới thiệu đôi nét bản thân em cho các bạn được biết. Em là Phi, em 18 tuổi, em mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Cái cảm giác của Phi khi mà nhận được visa du học thì như thế nào? Em rất là vui, tại vì trong đó vô gặp người rất là khó mà thì mình nhận được mình cũng hiếm nhiều. Vậy qua Mỹ mình sẽ học trường gì em ha? Dạ, em học trường Valencia College. Có chuyên ngành gì em? Em sẽ học ngành Graphic Design. Vậy lý do tại sao em chọn Mỹ đi du học? Dạ, tại ở Mỹ thì cái ngành graphic design rất là phát triển.
với lại cơ hội mà mình có được cái việc làm với cái bằng cấp của Mỹ rất là cao. À, khi mà làm hồ sơ cho Tân Đại Dương á, thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Dạ, công ty rất là nhiệt tình và em có ý, em muốn hỏi gì thì đều được giải đáp hết chị. Cái quá trình làm hồ sơ của em với chị Thảo như thế nào? Chị Thảo làm việc rất là nhanh, em xin thì khoảng chừng một tuần là có E20 rồi chị. Wow. Anh Khôi dạy em học phỏng vấn thì em học được 6 buổi với anh Khôi, thì nhưng mà 3 buổi đầu học tiếng Việt và 3 buổi sau học tiếng Anh, thì anh Khôi chỉ từng rất là kỹ những câu hỏi và giải đáp rất là nhiều câu hỏi của em. Anh Khôi chỉ từng ly luôn, nhiều khi em sai phần tiếng Anh thì anh Khôi anh chỉ là phần tiếng Anh luôn. Anh có la em? Không, anh hiền lắm. Anh còn cho quà. Lúc mà có một buổi em lên học với anh Bảo Anh thì anh Bảo Anh chỉ em về cái mình đừng có sợ về cái việc phỏng vấn. Thì ảnh giống như ảnh tạo cho em cái cảm giác rất là thoải mái khi mà em đi phỏng vấn. Ảnh chỉ nhiều cái lắm, giống như là mình lại đó thì mình sẽ người sứ quán là không phải gì là người cao siêu gì hết nên không cần phải sợ người đó, cho nên em rất là tự tin khi em vào phỏng vấn. Nghĩa là trước khi gặp anh Bảo Anh là em rất sợ. Dạ. Sau khi gặp là cái cảm giác sợ nó bị tan biến mất. Dạ. Rồi qua đây em biết được dịch vụ của Tân Đại Dương. Dạ, em tìm kiếm trên mạng rất là cũng nhiều trang web rồi, thì em thấy Tân Đại Dương có nhiều thông tin nên em mới lại hỏi thử để đăng ký. Rồi cái dự định trong tương lai của em sau khi học xong chương trình đại học thì sao? Dạ, em dự định là sẽ trở về Việt Nam mà mở một cái studio riêng của mình. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Phi nha. Chương trình chia sẻ ước mơ du học của công ty Tân Đại Dương xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.